body của mình nó sẽ có một cái object hoặc là một cái array gì đấy, như tất cả các trạng thái là các cái ca số của cái phòng đấy, người ta chơi là bao lâu, và cái tuổi thì có ít tiền. Có một mặt khác mà có ý kiến là khác, các bạn tự code như thế này.